đến bên em, giáng sinh tuyệt vời, xuân đã đến bên người, xin người hãy cùng em yêu xuân, mang hạnh phúc cho đời, gió xuân tuyệt vời, mang say đắm cho người, ôi từng nụ hôn yêu thương. Còn nhớ phút giây gặp gỡ, vườn xuân muôn hoa sắc hồng, chiều xuống gió sân lòng cháy, người cho môi em ngỡ ngàng, người đến cho tình em chợt mong muôn hoa còn thơm, mang hạnh phúc cho đời, gió xuân tuyệt vời, mang say đắm cho người, ôi từng nụ hôn yêu thương, mang hạnh phúc cho người, nhớ nghe anh yêu, mang hạnh phúc tuyệt vời, khi về đừng quên nhà anh. Còn nhớ phút giây gặp gỡ, vườn xuân muôn hoa sắc hồng, chiều xuống gió sân đồng cháy, người cho môi em ngỡ ngàng, người đến cho tình em chợt mong muôn hoa còn thơm, mang hạnh phúc cho đời, nhớ nhà anh yêu, mang say đắm cho người, ôi từng nụ hôn yêu thương, cho người nhớ nhà anh yêu, mang hạnh phúc tuyệt vời, khi về đừng quên nhà anh. Đến bên em, giáng sinh tuyệt vời, xuân đã đến bên người, xin người hãy cùng em yêu xuân. Những ca khúc thật vui tươi, thật nhiều ý nghĩa. Và ngay ở đây mời tất cả quý vị nào chúng ta có tinh thần văn nghệ, chúng ta sẽ cùng đến đăng ký những ca khúc mà quý vị yêu thích nhất. Chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin được mời phép đến quý vị một ca khúc, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn, Về đây em. Mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Ai?
xoa sẽ cho ta như thơ ngày qua. Đời còn nhiều nhung nhớ, cho dù tình mình đã lỡ, vẫn mong cho mong người quay về. Ngày nay em tìm về con tim đã cho đời ta mong mơ.
cảm ơn hai chàng trai trong vũ đoàn. Kính thưa quý vị và tiếng nói chương trình xin được mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đóng góp ngay từ bây giờ những ca khúc mà quý vị thật yêu thích quý vị nha. Chúng ta cảm ơn quý vị rất nhiều. Đầu tiên xin được mời tiếng hát của chú Mười. Ngày 18 tháng Giêng năm 2019, cháu tôi là có tổ chức cái lễ tân hôn cho cháu đó, là cháu Nghĩa. Đêm nay là nhóm họ là ăn cá phía, anh em có đến đông đủ vậy. Tôi không biết nói gì hơn, xin chúc quý quan khách dùng một bữa tiệc cháu phía thật là ngon miệng, uống rượu không say không về. Sau đó tôi có bốn câu thơ tặng cho cháu tôi luôn. Đấy, nhiều khi mà gạo thơm trâu phú cánh thợ như bông, điện nước Khánh Hòa bỏ sức mà xài, cháu Nghĩa đẹp trai lắm ai ơi, cháu Thảo Nguyên làm dâu về đây hạnh phúc trọn đời. Xưa cây sông cho bóng trăng đời vùng châu dưới cờ.
chân với cách vô. Tiếng hát của chú Sáu là tiếp nối chương trình, sẽ được mời tiếng hát của Diệu Hiền với ca khúc Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh. Cho Diệu Hiền từ Thành Phố Hồ Chí Minh về đây, cho một càng có tay để cổ vũ cho ca sĩ Diệu Hiền. Thank you.
sẽ có một ngày nơi ngoại thành xa anh sẽ về đâu, thăm đồng ruộng sâu, thăm rặng dừa cao lũy trúc bờ lo. Xưa đã cùng em từ vườn trầu nghiêng bóng hàng cau xanh dạt vào bên giàn tiên lý bên khóm mai, ngày xuân tháng hạ cùng em mặn mà. Sẽ có một ngày nơi ngoại thành xa anh sẽ về thăm, ngôi trường nhiều năm anh đã cùng em không thể nào quên. Thương áo bà ba bên vườn nhà em ngắm vầng trăng non thì thầm, anh về nỗi ô bao yếu oanh, đừng quên ước hẹn tình em ngoài. Dạ, kính thưa anh, hôm nay cũng nhân cái ngày 19 tháng Giêng năm Kỷ Hợi cũng bước sang qua năm mới. Đây trước có bà nội, sau có gia đình cũng như bà con thân thuộc cũng có tổ chức cái lễ thành hôn cho con trai của anh. Trong dịp này cũng đã sắp đến giờ xuất phát sang nhà gái lò rước dâu. Mẹ anh cũng có về quê hương đất nước của Việt Nam để dự ngày lễ cưới của con anh. Vậy anh cũng Linh cũng trở về đây ha.
và giữ cái lễ cưới của hai con hay sao đó để độ cho hai con sống được cộng đồng với nhau cho nó hạnh phúc. Chúc Tết mọi nhà rộn ràng trăm lối mai vàng đua nở khắp muôn nơi. Mùa xuân đến bên em đó, mùa xuân đến bên em rồi. Trao nhau lưu duyên để cánh hoa xuân thêm hồng. Cuộc đời ai biết anh ở đâu đó mối tìm đời. Dù lòng chưa nói nên mùa xuân ngọt quá đôi môi. Dù anh nói thương em quá, dù anh nói yêu em hoài, mong cho đời ta đẹp mối duyên tình đầu năm. Đón xuân mới hân hoan mọi nơi, đón xuân mới quê hương đẹp hơn. Có lá hoa, có tiếng ca rộn rã. Chúc năm mới yêu nhau nhiều. Dạ, trước kính thưa cô Sáu, chứ chú Út với chị, hôm nay cũng chị cũng chọn ngày lạnh tốt và nhân cái ngày 19 tháng Giêng năm Kỷ Hợi cũng là cái ngày mà lễ tình hôn cho Văn Nghĩa xin diện của dưới của con dâu là Thảo Quyên. Đây là tôi nhìn thấy đây là có con trai của cô Sáu là con trai Út đứng kế cạnh mẹ mình. Bởi vì 7 năm trời rồi mẹ mình mới về được quê hương. Mẹ mình là người ở ngoại kiều ở nước Mỹ. Nhân dịp mà cái lễ cưới của cháu mà cũng trở về quê hương trước giữa ngày lễ cưới xong đó, sau đó về quê hương thăm những bà con xung quanh ha, dòng sống nó nghiền. Sau đó cũng sắp đến giờ xuất phát lên đường sang ghé đường làm lễ, cũng thay mặt cho bà con cũng có cái lời chúc cho cô Sáu lúc nào khỏe mạnh nha. Dạ, sống lâu với con cháu. Vậy tiếp theo cũng nhờ đại diện đi sắp xếp mang quả anh cháu bưng mâm lên đường sang ghé làm lễ trước lúc cũng giờ. Chúc năm mới tương lai sáng ngời, cho duyên tình lứa đôi đẹp mùa xuân mới. Chúc Tết mọi nhà rộn ràng trăm lối mai, trao nhau lưu duyên để cánh hoa xuân thêm hồng. Cuộc đời ai biết ai ngờ đâu đó mối tình đầu, dù lòng chưa nói nên mùa xuân ngọt quá đôi môi. Dù anh nói thương em quá, dù anh nói yêu em hoài, mong cho đôi ta đẹp mối duyên tình đầu năm. Đón xuân mới hân hoan mọi nơi, đón xuân mới quê hương đẹp hơn. Có lá hoa, có tiếng ca rộn rã. Chúc năm mới quê ta giàu hơn, chúc năm mới tương lai rạng ngời, cho duyên tình lứa đôi đẹp mùa xuân mới. Chúc năm mới yêu nhau nhiều hơn, chúc năm mới tương lai rạng ngời, cho duyên tình lứa đôi đẹp mùa xuân mới. Chúc năm mới quê ta giàu hơn, chúc năm mới tương lai rạng ngời, cho duyên tình lứa đôi đẹp mùa xuân mới. We'll be right back.
chạy theo lũ bạn thiền. Từng chiều giống chơi tháng ngày, vu vơ câu ca em đâu nghĩ gì. Một ngày đẹp trời nắng đã lên cao, đôi ta bên nhau biết yêu khi nào. Với cánh diều ngày ấy mang bao ước mơ tuổi thơ, hãy nhớ mãi tuổi thần tiên, một thời hát múa hồn nhiên. Qua bao thời gian giờ đây đã lớn khôn, bên anh dường như thấy sao thành cùng. Quen nhau từ khi tình yêu chưa biết gì, vô tư chạy theo rằng phước đầy nhà, có được người yêu nổi danh là đấng hào hoa. Đời vui biết nhường nào, tình say đắm ngọt ngào, hỏi rằng nào ai không mơ ước. Thế mà lòng em vẫn chưa được mấy hài lòng, dẫu rằng người yêu của em cũng khá thủy chung. Đời đâu biết nào ngờ, hào hoa số nặng thế, bởi vì hào hoa cũng là hào hoa vậy thôi. Hào hoa là gì?
hào hoa là gì? Hào hoa là gì? Nếu không hào hoa là gì? Là một chàng đẹp trai, phong lưu và duyên dáng, đôi mắt đã tìm nhiều cô si mê. Có chồng hào hoa các em cũng phải đề phòng, bởi vì hào hoa mấy khi được tiếng thủy chung, tình say đắm ngọt ngào, tình bay bướm là thường thế, nên hào hoa mới là người yêu hào hoa. Bạn thường hay bảo em rằng phước đầy nhà, có được người yêu nổi danh là đấng hào hoa. Đời vui biết nhường nào, tình say đắm ngọt ngào, hỏi rằng nào ai không mơ ước. Thế mà lòng em vẫn chưa được mấy hài lòng, dẫu rằng người yêu của em cũng khá thủy chung. Đời đâu biết nào ngờ, hào hoa số nặng thế, bởi vì hào hoa cũng là hào hoa vậy thôi. Hào hoa là gì, nếu không hào hoa là gì? Hào hoa là gì, nếu không hào hoa là gì? Là một chàng đẹp trai, phong lưu và duyên dáng, đôi mắt đã tình yêu cô si mê. Có chồng hào hoa các em cũng phải đề phòng, bởi vì hào hoa mấy khi được tiếng thủy chung, tình say đắm ngọt ngào, tình bay bướm là thường thế, nên hào hoa mới là người yêu hào hoa. Tình say đắm ngọt ngào, tình bay bướm là thường thế, nên hào hoa mới là người yêu hào hoa. Tình say đắm ngọt ngào, tình bay bướm là thường thế, nên hào hoa mới là cũng là một ngày giờ lành tháng tốt. Hôm nay họ nhận đây chọn ngày để làm lễ thành hôn cho hai con và hai cháu. Trước hết họ là cha chúng tôi xin kính trình khánh lễ. Trước hết khai từ đường dọc con đèn, kế tiếp là bắt đầu hai cái rượu, cái thứ ba là bốn mâm phẩm vật, một bánh mứt lẩu ngọt, một món tiêu làm lễ cưới cho hai con và hai cháu. Hôm nay rồi nhà gái đã nhận trước là hồn vật, dạ cắn lại thì cắn lại đó thì cũng nấu tiếp, là cũng trình thêm là cho hai con nó hiệp giống bà cho phép. Hôm nay kết mối duyên tờ hồng, hôm nay đã cưới nên vợ chồng, tưng bừng buổi tiệc mừng tân hôn. Trời, bữa nay đang quay phim cho đẹp nha. Bữa nay cô cháu được đứa cháu dâu mới rồi đó nha, được thêm được đứa cháu nữa rồi đó à. Rồi, chúc cô hai họ sớm có cháu đeo bồng cho bà nội có cháu cố. Dạ, để hỏi thăm bà đó là bà nội hay hoặc bà ngoại? Bà ngoại. Rồi chào bà ngoại. Hôm nay hai họ cũng chọn ngày lành tốt để tổ chức ngày lễ cưới cho anh Thảo Nguyên và Văn Nghĩa đó. Để hỏi thăm bà ngoại trong lúc này cũng đã sắp đến giờ làm lễ rước dâu, và để cho chút xíu đây trong thời gian này để cho hỏi thăm bà ngoại. Năm nay bà được mấy mươi tuổi rồi bà ngoại? 89 tuổi rồi. Ồ vậy bà ngoại đã cao tuổi nhiều quá. Sao thấy lúc này bà thấy trong người bà ăn cơm ngon ngủ được ha?
Dạ cảm ơn bà, vậy chúc bà lúc nào khỏe mạnh nha. Đây là bà ngoại của Thắng Nguyên, còn đây là bà nội của chú rể là bà Nghĩa. Bà nội của bà Nghĩa cũng cao tuổi rồi nha. Bà nội của bà Nghĩa là người ở ngoại kiều, cũng nhân dịp lễ cưới của hai cháu cũng trở về Việt Nam dự ngày lễ cưới để chúc cho hai cháu sống được trong hạnh phúc. Bà nội cũng được 70 mấy hả bà nội? Mấy tuổi? 71 tuổi rồi. Chị cũng thay mặt của Duyên Hội họ chúc cho gia cấp ông bà nội ngoại được khỏe mạnh sống lâu và vui vẻ cùng các con cháu. Biết nhau hai họ thật là vui, vui trong tiếng hát với tiếng đàn, vui trong tiếng chúc hai họ hàng. Chúc mừng chú rể và cô dâu loan với phụng đẹp bên lâu, dân lan dây nhân tiếp nối vui trọn đời, mong cho mai sau mãi sống trong sáng giàu, chiếc nhẫn hợp hôn cho đời luôn có nhau, mặn mà làm sao ôi hạnh phúc biết bao. Hôm nay đám cưới trong sum vầy, hôm nay đám cưới vui dâng đầy, ai hỏi chú rể và cô dâu, ô kìa đẹp làm sao. Mai sau mãi sống trong sáng giàu, chiếc nhẫn hợp hôn cho đời luôn có nhau, mặn mà làm sao ôi hạnh phúc biết bao. Hôm nay đám cưới trong sum vầy, hôm nay đám cưới vui dâng đầy, ai hỏi chú rể và cô dâu, ô kìa đẹp làm sao. Hôm nay đám cưới tưng bừng buổi tiệc mừng tân hôn, biết nhau hai họ thật là vui, vui trong tiếng hát với tiếng đàn, vui trong hai họ hàng.
bà cô dâu như loan với phụng đẹp bên nhau. Và cái chương trình là lễ thế qua đây thì hai cháu làm lễ dương rượu lên cho bà ngoại. Vậy xin bà ngoại nhận rượu lễ rồi đưa món nếm xíu bộ lễ đi cho hai cháu nó cùng tay làm lễ xá. Lại xá rồi năm. Xá phải không? Xá là xá. Xá lễ, xá lễ. Xá lễ á. Rồi hai dấu lượt. Rồi, rồi. Rồi, bà năm rồi tới phần bổ. Tám bổ. Ai nào chế phải không? Chế thôi. Chế bây giờ còn ai, còn ông bà nào nữa không? Hết phải không? Bây giờ tới phần mẫu. Cha mẹ. Dẫn dẫn nào ai vô mới được rồi con rồi hai đứa nhận hai đôi đây là công thành thành dưỡng dục nuôi con đó để ngày nay là định chỗ à, cô vô alo con, alo các bạn nhìn lên con nhìn lên đừng nhìn xuống nước mắt à, chị alo này chị cũng đi. Dạ kính thưa mẹ, hôm nay cũng là cái ngày vui cũng như cái ngày hạnh phúc nhất đời của hai con. À, trong cái buổi lễ rước dâu thì hai con cũng vừa làm lễ dương rượu lên cho mẹ. À, giờ phần mẹ đã xong tới phần bác, tóc xui. Mẹ chào chú Cưng thế nào? Mẹ ơi con cũng biết vậy đó. Bây giờ mẹ sinh con ra là bằng nữ nhi, là con gái còn phải chức giá như vui về bên nhà chồng. Bên ổng có sao, có gì đâu mà khóc. À, hai con cũng vừa làm dương rượu lên cho mẹ để tỏ lòng tri ân sâu sắc ơn nghĩa tinh thần dưỡng dục. Bởi vậy đi khắp thế gian mới tốt bằng mẹ đâu. Mẹ là con vậy mà gánh nặng cả cuộc đời mấy cổ bằng cha nha. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ mà mấy trời lòng lòng cũng con cha. À, tàn tạo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn mà mang cả nó thân gầy cha che chở đời con. À, kính thưa mẹ, hôm nay cũng cái ngày vui, trước khi con về bên nhà chồng hai con cũng có cái lời cầu chúc cho mẹ lúc nào con về phải mạnh, chúc cho mẹ được an khang tuổi già và gia đình sống được hạnh phúc. Để trong chậu này thì hai con cũng vừa dương rượu lên cho mẹ, cũng vừa xong cho ngày lễ cưới. À, tiếp theo đây thì cũng xin đại diện đây mời tiếp theo các bác xui nếu có. Mẹ gọi tới bác xui, có bác xui không? Có bác xui ở đây đó. Không có bác xui rồi chú thím cô dưỡng à, cầu mà à, mình ngoại pha lên kêu mình gọi trước đi hỏi à, vậy xin kính mời ra mình đợi anh ngoại chú thím cô cậu gì dưỡng có ai không chế hết phải không rồi chế hết rồi tới ngày rồi lỡ rồi lâu lâu có mặt à, cũng cho thầy rồi nhìn ra alo nhìn lên đừng nhìn xuống nghe nghĩa đừng, đừng có khờ với cưng à, alo nè rồi đây là cục tư cô hai vừa nhận cô lễ đưa món nếm xúc cái cô lễ đi mấy mươi năm mới có một lần đó mấy cô rồi cũng đi một hai ba đây trong ngày cuối của cháu mình mới có cô lễ uống nha rồi cho anh cảm ơn hai cô rồi tiếp theo gì đi ha gì đâu đó không gì đâu gì đâu có đây là nước sao có ông nội mình qua rồi mấy người thú út trong nhẽo đang nhìn lên cái coi là đây là cậu út vừa nhận cô lễ vậy xin cậu uống hết ly rượu để cháu vừa làm lấy ly rượu sao bữa nay cậu thấy hai cháu mình chứng lớn đẹp đôi đẹp không cô dâu đẹp chú rể cũng đẹp trai đấy hả rồi cậu chúc cho hai cháu một ít lời đi cậu cúi đầu cảm ơn cậu hay là để thông bay giờ vô giờ ra giờ đi ở đó mình chợ gì đó đỡ luôn con lên cánh lại trầu là trầu thương cao trầu quấn quanh buồn cao câu thủy chung dây trầu cao đứng bên dương trầu tình là tình cho nhau tình mãi luôn gần nhau cao lẽ đôi dây trầu cao buồn buồn làm sao trầu là trầu thương cao trầu ước mơ ngày sau cao ấy cao thương trầu cao ước mơ tình đầu lời nguyện thề bên nhau tình mãi luôn gần nhau cao ước mơ ban đầu duyên nồng đừng buồn đau trầu buồn trầu ơi sao thương quá cao ơi sao mặn mà như
duyên trầu còn quấn quýt bên nhau, trầu xanh bao nhiêu lá tình cao thêm đậm đà. Cao ơi chung tình cùng trầu xanh bên nhau, đừng để duyên lỡ làng. Muôn đời tình hồng bên nhau mãi, trăm năm duyên tình đẹp trầu cao. Trầu mà trầu xa cao, trầu nhớ nhớ làm sao. Cao hơi cao xa trầu, cao lẻ loi buông trầu. Tình là tình bên nhau, tình mãi luôn gần nhau. Duyên kiếp đôi cao trầu, duyên tình đẹp trầu cao. Nghe dòng sông nước chảy, nghe một tiếng âu ơ nửa đêm.
ông trời đã định ngày lành tháng tốt, kết dây tơ hồng duyên thắm bền lâu. Xóm dưới làng trên hân hoan như ta, đôi trai tài gái thảo thật thà. Đây là cau trầu lợn quay sinh lễ, đây rượu thơm nồng ấm môi đẹp lòng. Nhạc vui hòa tiếng hát ca kiều hoa rước dâu về nhà đẹp viên đẹp mãi mãi sao trăm năm đầu ba vẫn còn bên nhau. Đám cưới nhà ai vui sao vui quá, đã đơn rồi ước nguyện cả cuộc đời. Hữu duyên thắm tình về chung mái ấm, nên vợ nên chồng hạnh phúc trăm năm. Tụi mình năm nay cũng tuổi cũng 60-70 hết rồi. Kính cần với mấy anh, mấy chú, thân tộc đại diện cho hai họ. Hôm nay là ngày 19 tháng Giêng năm Kỷ Hợi 2019. Nhất là được sự cho phép là sao cha mẹ hai bên hợp lý để làm kết nghĩa thông gia. Hôm nay nhà trai trong ngày giờ tháng tốt đã làm một thành hôn hai con thân nghĩa tất nhiên cùng với chú Nguyên. Nguyên thì rủi một cái tốt của kiết thì kính cần cho lễ lên làm và làm lễ bái đường. Rồi rồi, ok. Ngày lành tháng tốt, kết dây tơ hồng duyên thắm bền lâu. Xóm dưới làng trên hân hoan như ta, đôi trai tài gái thảo thật thà. Đây là cau trầu lợn quay sinh lễ, đây rượu thơm nồng ấm môi đẹp lòng. Nhạc hòa tiếng hát ca kiều hoa rước dâu về nhà đẹp viên đẹp mãi mãi sao trăm năm đầu ba vẫn còn bên nhau. Đám cưới nhà ai vui sao vui quá, đã đơn rồi nguyện cả cuộc đời. Hữu duyên thắm tình về chung mái ấm, nên vợ nên chồng hạnh phúc trăm năm. Hữu duyên thắm tình về chung mái ấm, nên vợ nên chồng hạnh phúc trăm năm. Ta dịnh ly rượu rồi dịnh vô này, dịnh vô chân chụp tấm hình này, dịnh lên, alo, dịnh lên, nghỉ.
bà nội chúc cho bà Từ bên đây này, nhìn lên nè, bà nội có yêu cầu là chúc cho hai cháu được chăm sóc. Bà nội nhắm mắt rồi mới nhìn xuống không à? Mở mắt rồi. Đúng đây là má. Không, má đứng chờ ra tới tới chụp hình. Tự đó. Ở quay phim. Này này này. Lên. Nhắm mắt lên thấy được cái chỉ dụ. Ừ. Bà nội có cháu dâu bà nội Từ rồi đó ha. Rồi cảm ơn sáng. Đứng đứng hai đứa đứng về sáng hai sáng đi rồi. Rồi kế tiếp tỉnh cô hình à. Nè cô nhắm nhìn lên cô nhắm. À nhưng mà cô Năm là đây đi. Bà Năm là đây bà Năm. Chị sao mà ba ca. Tôi xin phép với ông họ. Rồi vậy có ông hai rồi với ông hai ở ngoài ngoại nữa, hai ông đi giữ đại diện cho hai ông nội ngoại. Hai ông đâu cho thôi đại đại thôi. Phải ông hai, hai ông đi. Có ông hai thì có ông Út chứ làm ngồi đứng thôi. Vậy hai thì bây giờ bữa khác luôn rồi, hai đó. Rồi bây giờ vụ bộ hay xa thì nghĩ giúp bình hả, ngày 19 tháng này. Ông hai nhớ quên chúc cho hai kẻ trăm năm được hạnh phúc. Rồi cảm ơn. Vỗ tay. Không phải thì hai ông đại diện phải không? Vậy vậy có thấy cũng hết rồi. Tới tiếp. Cái tiếp thì chú bác con cậu về dưỡng cho mẹ đi nó không mãi được. Mẹ đi với cậu. Mẹ hả? Ừ. Mẹ đi à, mẹ ta có tính ra ừ. Thôi chạy trai rồi. Vợ hả? Rồi. Cầm đi xuống vợ xuống không có còn. Rồi con cũng vừa quỳ xuống hết gì cho nó thấp đi để khòm. Cô dâu phải nhúng lên cơ, thẳng lên coi cô dâu thẳng lên lên à, nè chi rồi nhận rượu nếm ăn trầu luôn mừng cái cháu chút thì sao đó này cũng làm hết cái đó bố chúa cũng chúc cho hai con sống như nhau rồi đứng dậy sáng đi con hạnh phúc với hai con nè. Rồi vô mua hết một ly luôn nha con nè. Ừ, quất ly đó, ly đó. Quất giùm cho mẹ nó luôn nè. Ly đó. Không, không, không. Rồi, rồi, rồi. Trời ơi, chú, cái chú bác cô cậu chú con làm nè. Trời ơi chú phải là gì đó chơi sắp xẻo rồi. Ừ. Cầm quà nghĩa nghĩa. Cậu chú đưa Vĩnh nghĩa. Bây giờ mới vô coi. Nè chú. Đưa hai đứa nữa. Cho hai cháu. Alo. 2 triệu thôi. Thì vô cũng chưa có lãnh tiền băng nữa. Chịu con không? Dạ thì được. Vô Long ơi. Cái à cái dì Năm với anh chiếc hỗ trợ luôn. Dạ. Đợi đó cho tên vợ tao biết con ở đứng nó đưa đủ. Hai con đứng tới tới. Rồi dính rượu đi cháu dính rượu đó. Alo, alo. Nè. Rồi cậu mở gì dưỡng dưỡng cô dưỡng gì thỉnh mời. Cậu dưỡng gì cũng không có cô không có dưỡng luôn gì luôn. Con mình muốn quà tặng cho hai cháu rồi chúc hai cháu trong năm hạnh phúc. Thôi cậu cũng như hai anh đi rồi cho hai cháu có 3 triệu. Anh em rồi. Cậu mở gì làm gì không? Có ai có mặt tại nhà không? Ai ở trên cái nết rồi không? Ai có để anh. Cậu sáng có thấy vợ mày đưa 4 triệu cách xa mà mình chẳng lên gì. Rồi cái trước là anh em. Anh em có nghĩa uống bia không? Dạ, bia uống bên ngoài có không? Dạ, có ai rồi. Rồi đó, hết trơn rồi đó. Tân viên nghĩa chỗ. Nghĩa chỗ năm 2019 vụ lễ thành hôn cháu đến đây kết thúc. Đúng rồi. Cũng mà cũng cảm ơn ông bà nội ngoại. Cảm ơn ông hôm nay cháu. Đi rồi, không đi rồi năm rồi. Tiếp theo là cũng tỉnh mời ông bà bên nữ chủ giá và chú kiếm hộ nhà gái của gặp nhà nhớ đậu cơm bữa tiệc với gia đình họ cũng xin có ý kiến đó gì mà chạy cho con dâu đó ba của hồ hôn ba cây hai có hai giờ 18 thì con nói cho gọn đi. Rồi được cái bông cho cô. Bà con ơi ra đây mà xem. Đám cưới chúng tôi đông quá trời. Bên đàn trai và bên đàn gái. Ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem. Đám cưới chúng tôi rất tân bừng.
bạc ơi bạc. Mà không được xỉn nha, nhớ đó nha. Ok.
dài chung rượu nồng. Mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Buổi lễ tân hôn của Phan Nghệ Sản Duyên cùng với Thảo Nguyên xin được phép bắt đầu. Xin được hân hoan chào mừng công viên An Họ cùng toàn thể quý vị công khách, chúng ta cùng góp mặt trong buổi lễ tân hôn của chú rể Phan Nghệ Sản Duyên cùng với cô dâu Thảo Nguyên. Lần đầu tiên Lê Nguyên xin được thay mặt cho bà nữ chủ hôn cùng với cô dâu chú rể cũng như là âm thanh ánh sáng Mr. Tom xin được phép gửi đến quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời chào mừng thân thương và trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, tình yêu là một đề tài kỳ diệu mà tạo hóa đã ban tặng cho mọi con người của chúng ta. Và vì yêu nhau mà đôi khi chúng ta có thể vượt được đoạn đường hàng ngàn cây số, bất kể trời nắng hay mưa, bất kể ngày hay đêm, chỉ để gặp nhau cho thỏa nỗi nhớ mong. Và vì yêu nhau mà đôi khi chúng ta có thể hy sinh những thói quen nhỏ nhặt và kể cả những điều hạnh phúc lớn lao, chỉ mong rằng đối phương được hạnh phúc. Và vì yêu nhau và với sự chấp thuận của hai bên gia đình, vào ngày hôm nay ngày 23 tháng 2 2019, nhằm ngày 19 tháng Giêng năm Kỷ Hợi, Phan Nghệ đã quyết định cùng với Thảo Nguyên xe tơ kết duyên và nên vợ thành chồng trong buổi lễ ngày hôm nay. Và trong giờ phút long trọng này đây, chúng tôi cũng không quên xin được mời phần hiện diện của đại diện hai bên gia đình, chúng ta sẽ cùng góp mặt trong buổi lễ để cùng chúng tôi thực hiện nghi lễ ngay từ bây giờ. Về phía họ nhà trai, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và mời lên sân khấu bà Nguyễn Thị Thủy và cậu Úc của chú rể sẽ cùng lên sân khấu để cùng chúng tôi thực hiện nghi lễ. Xin được mời bà Nguyễn Thị Thủy và chú Úc. Mời lên sân khấu bà Nguyễn Thị Mỹ Ngọc và cậu Úc của cô dâu sẽ cùng lên sân khấu cùng chúng tôi thực hiện nghi lễ. Hạnh phúc nhất như đội người của chúng ta. Và bây giờ những tràng pháo tay thật to để cùng chào đón chú rể Văn Nghĩa sẽ duyên cùng với cô dâu Thảo Nguyên. Kính thưa quý vị, hiện diện trên sân khấu là đại diện cho họ nhà trai, họ nhà gái cùng với cô dâu chú rể xin được toàn cúi đầu chào nắm bắt toàn thể quý vị con khách. Kính thưa quý vị, và ngay đây xin được mời quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng mắt về sân khấu và cùng chúng tôi bước vào nghi lễ tân hôn của chú rể Văn Nghĩa sẽ duyên cùng với cô dâu Thảo Nguyên. Và xin được mời chú rể Văn Nghĩa sẽ cùng dìu tay cô dâu Thảo Nguyên tiến về phía tháp bánh và cùng chung tay các chiếc bánh của tình yêu. Xin được mời cảm ơn cô dâu chú rể và xin được mời cô dâu chú rể, chúng ta sẽ cùng xuống phía dưới này.
mời đại diện hội chàng trai hội chàng gái sẽ cùng nán lại sân khấu chúng tôi một xíu để cùng nhìn ngắm những hình ảnh đẹp và phục chức của cặp đôi gần chúng ta. Họ sẽ khai thông một tình yêu tươi sáng, một con đường thật mới đối với tình yêu mà họ đã được lựa chọn. Vui chơi đồ sang bàn thứ hai. Quý vị, Văn Nghĩa cùng với Thẳng Nguyên đang cùng trong tay viết lên một câu chuyện tình yêu đẹp tươi mới những cuộc đời thân này thưa quý vị. Thưa quý vị, và ngay giờ phút này để thay lời cảm ơn đến với những đấng sinh thành, xin được mời con gái thứ để chúng ta sẽ cùng dâng rượu kính hiếu cho mẹ và chú. Đầu tiên xin được mời con cháu chú rể sẽ cùng dâng rượu cho hội nhà trai, là mẹ, là thân mẫu cũng như là chú út của chú rể. Và tiến lên phía trước một bước và cùng nâng ly chúc cho tình thâm gia thêm bền chặt và bền chặt hơn nữa cho hạnh phúc của đời bạn trẻ Văn Nghĩa và Thảo Nguyên. Và xin được mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng nâng ly chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu chú rể. Mời toàn thể quý vị, 1, 2, 3. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin được cảm ơn đại diện hội nhà trai cũng như hội nhà gái và xin được mời ông bà, chúng ta sẽ cùng quay trở lại bàn tiệc cùng tiếp đón quý vị con khách. Xin mời ông bà. Đứng nhau cũng càng ly rượu cho bôi và chính thức lên bờ thành dòng kể từ giờ phút này. À, chưa thắp tháp xuống nghĩa ơi. Miếng bánh kem nhỏ cho cô dâu và cô dâu cũng vậy, dành một miếng bánh kem nhỏ cho chú rể theo lời yêu cầu của thân mẫu cô dâu. Ngọt ngào đến từ chú rể Văn Nghĩa. Và mời cô dâu mời lại chú rể Văn Nghĩa chúng ta một miếng bánh tình bánh nghĩa nè. Tôi sẵn có vị ngọt của bánh kem ở trên môi rồi, thôi bây giờ mình trao vị ngọt cho nhau một cái nha. 10 giây nữa ha, có tăng lên không? 13 giây. Trời ơi, giống đấu giá quá ha. Kính thưa quý vị, và ngay giờ đây chú rể và Nghĩa chúng ta sẽ cùng dành một điều ngọt ngào nhất cho cô dâu Thảo Nguyên. Nhưng với ý kiến của rất nhiều người thì hiện tại đã tăng cái số lần lên 13 giây trong một nụ hôn. Thì không biết là có quý vị nào chúng ta muốn tăng nữa không ạ? Thay lên cái dây của cái ngực của Nghĩa quay qua vợ. Đó, alo nè. Hả, hôn tới nhiều hả? Một tiếng hả? Trời ơi, 13 giây là đã muốn chết rồi.
hôn một tiếng là chiều chỉnh hình hai cái môi luôn. Thôi bây giờ theo lời của chú, chúng ta sẽ thực hiện nụ hôn ấy trong vòng 13 giây. Và mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay để chú rể thêm có thêm động lực nào. Không ai vỗ tay hết, đỡ lớn là bà con ơi. Chưa, tôi trời ơi, tôi chưa có đếm nữa, từ từ. Đừng có gấp, từ từ. Đếm lại từ đầu là 1, 2, 3, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ê, làm lại. Nhỏ xíu kì. Làm lại. 13 giây làm lại. Chuẩn bị nào, 1, 2, 3, bắt đầu. Môi chạm môi mới được, đúng rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dạ thôi em nghe, anh gọi em chỉ anh. 5, chưa mà. Xin cảm ơn cô dân chú rể. Thay mặt cho tòa đại kiếm quan khách kính chúc cô dâu chú rể chúng ta được trăm năm tình viên mãn và đầu nghĩa vui thê. Và kính thưa quý vị, và với nụ hôn vừa rồi cũng xin được khép lại buổi lễ tân hôn của Văn Nghĩa sánh như cùng với Thảo Nguyên. Thay mặt gia đình cũng như cô dâu chú rể gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý vị đã nhúng chút thời gian quý báu cùng đến đây tham dự cho buổi tiệc, và kính chúc quý vị một buổi tiệc ngon miệng, thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và trân trọng kính chào. Trong buổi trưa ngày hôm nay, ngoài những món ăn mà gia đình chúng tôi chuẩn bị cũng như là gửi đến mang đến cho quý vị thưởng thức một chương trình văn nghệ với âm thanh ánh sáng hiện đại và diễn nhạc công, hy vọng là toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng đóng góp những ca khúc thật vui tươi để cùng thay lời chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Thay mặt gia đình, thay mặt âm thanh ánh sáng Mỹ Tết Tâm cũng như nhạc công, chân thành cảm ơn quý vị. Nghệ sĩ được mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức với tiếng hát của năm nghệ sĩ Lý Cài. Năm nghệ sĩ Lý Cai. Alo. Và để mở đầu chương trình vào ngày hôm nay, Lý Cai xin thay mặt gia đình và ban nhạc Mr. Tâm sẽ có đến đi về mặt các bạn một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Và để tiếp tục chương trình vào ngày hôm nay, Lý Ca sẽ gửi đến quý vị và các bạn qua bài hát được mang tên Quá Trời Nhiều Hoài, không biết lựa bài nào nè. Tối bây giờ cho nhạc sôm đi ha. Nhạc sôm rồi mình chơi bài Lời Tỏ Tình Dễ Thương. Quý vị và các bạn cho một tràng pháo tay để cổ vũ tinh thần của năm ca sĩ chính là Lý Cai. Oh,
Quê ở Tuốt Sông Tiền, xa lắm nhà tôi quê ở Hà Tiên. Ngày mới quen em cô gái dịu hiền, anh vẫn thầm mong đôi mình đẹp duyên. Ngày cưới xôn xao anh hỏi em rằng, em có bằng lòng làm bà xã anh không? Cười ấp e em nói em bằng lòng, khoe áo hồng em theo chồng về dinh. Bà xã ơi, anh thương em nhiều lắm. Câu hát chung tình hai đứa mình đẹp đôi, anh sẽ không thôi yêu em suốt cuộc đời. Anh hứa một lời, yêu chỉ bà xã thôi. Bà xã ơi, anh thương em nhiều lắm. Giật đổi sao dời không thể nào lìa xa, ta sẽ bên nhau yêu mãi đến muôn đời. Anh hứa một lời, yêu lắm bà xã ơi. Bà xã tôi quê ở Tuốt Sông Tiền, xa lắm nhà tôi quê ở Hà Tiên. Ngày mới quen em cô gái dịu hiền, anh vẫn thầm mong đôi mình đẹp duyên. Ngày cưới xôn xao anh hỏi em rằng, em có bằng lòng làm bà xã anh không? Cười ấp e em nói em bằng lòng, khoe áo hồng em theo chồng về dinh. Bà xã ơi, anh thương em nhiều lắm. Câu hát chung tình hai đứa mình đẹp đôi, anh
sẽ không thôi yêu em suốt cuộc đời. Anh hứa một lời, yêu chỉ bà xã thôi. Bà xã ơi, anh thương em nhiều lắm. Giật đổi sao dời không thể nào lìa xa, ta sẽ bên nhau yêu mãi đến muôn đời. Anh hứa một lời, yêu lắm bà xã ơi. Ngày đi xa anh vẫn nhớ em nhiều, mong trở về bên hơi ấm vợ yêu. Dù có ai siêu lòng xa vợ mình, anh vẫn nặng tình yêu lắm bà xã ơi. Dù có ai siêu lòng xa vợ mình, anh vẫn nặng tình yêu lắm bà xã ơi. Hãy đám cưới là phải nhiều người. Cầu chúc quý ông bà cô bác may mắn tới liền liền, tiền vô như nước lũ. Các ông các bà cụ mạnh khỏe sống dài, con gái con trai thì yêu nhau mãi mãi. Nhớ đừng yêu cuồng yêu dài, phải tìm hiểu cho kỹ càng, tìm hiểu cho đàng hoàng, không cần giàu sang hay phú quý. Chúc cho các anh chị mà đã có gia đình rồi mà chưa có cô tí, hãy có thêm cô tí. Mọi điều như ý, giàu sang phú quý, vàng vô ký ký, tiền vô tỷ tỷ, khỏe như lực sĩ, và trong nhà thì lúc nào cũng có đô la Mỹ. Và cuối cùng xin chúc mừng xong hệ tình yêu bền mỹ, và hãy dành những tràng pháo tay thật âm mỹ để chương trình dành cho ca sĩ. Xin được phép bắt đầu. Vâng, là kính thưa quý vị, và ngày hôm nay trong chương trình ca nhạc thay mặt gia đình của chúng tôi sẽ dành tặng cho tất cả quý vị quan khách tham gia trong chương trình tiệc cưới ngày hôm nay ba phần quà giá trị đặc biệt trong chương trình tiệc cưới ngày hôm nay: một giải đặc biệt, một chiếc TV hiệu Panasonic màn hình phẳng 62 inch và có tiếng mà không có hình. Món quà thứ hai là một đầu kỹ thuật số 5 số đến từ Hàn Quốc và có hình mà không có tiếng, hai cái đưa vô chất bớt luôn. Món quà thứ ba là một thùng nước Dr. Thanh, có thùng mà hết nước, thuốc lá, rượu bia nhiều, nóng trong người, ngứa trong vùng, uống trà thảo mộc Dr. Thanh. Trà thảo mộc Dr. Thanh chứa chất từ những loại thảo mộc trung đình chuyên thanh lọc cơ thể, không lo bị nóng. Quảng cáo cho nhà tài trợ. Kính thưa quý vị, và ngày hôm nay chương trình ca nhạc được tàu truyền hình trực tiếp qua hai kênh. Kênh thứ nhất là kênh Thị Nghè và kênh thứ hai là kênh Như Lộc. Ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta hãy bật hai kênh truyền hình nổi tiếng này và để cùng xem trực tiếp của chương trình. Kính thưa quý vị, và để bắt đầu chương trình ca nhạc ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với một dòng ca đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Tiếng hát nam ca sĩ Lê Nữa sẽ gửi đến vì một sáng tác rất quen thuộc của tác giả Ngọc Sơn, ca khúc được mang tên Khúc Tình Nồng. Kính thưa quý vị, và người ta thường nói mùa xuân là phải có hoa, và chúc mừng tiếng ca là phải có những tràng pháo tay, và một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cùng chào đón ca khúc đầu tiên, quý vị. Bừng lên rộn ràng ngất ngây, chân vui bước mê say, đôi cuồng tim cuồn si nồng cháy. Nhớ nghe anh đêm nay, mình vai kề vai đắm say, cho câu hát xa bay, cho niềm tin chào dâng ngày mai. Nhìn vầng trăng kia treo lặng lỡ, ánh mắt em say trong mộng mơ, và tình đôi ta như muôn bài thơ nghe hồn chơi vơi. Người yêu ơi, nào cùng vui lên anh, hát sáng lên tình yêu, đến với nhau đêm nay, mình quay cùng trong ngất ngây. Da di da di da, da di da di da, hát lên anh ơi, khúc ca nồng say tuyệt vời, oh oh, khúc ca nồng say tuyệt vời.
khúc nhạc bừng lên rộn ràng ngất ngây, chân vui bước mê say, đôi cuồng tim cuồn si nồng cháy. Nhớ nghe anh đêm nay, mình vai kề vai đắm say, cho câu hát xa bay, cho niềm tin trào dâng ngày mai. Nhìn vầng trăng kia treo lặng lỡ, ánh mắt em say trong mộng mơ, và tình đôi ta như muôn bài thơ nghe hồn chơi với người yêu ơi. Nó cùng vui lên đây, hát sống lên tình yêu, đến với nhau đêm nay, mình quay cùng trong ngất ngây. Da đi da đi da, da đi da đi da, hát lên anh ơi, khúc ca nồng say tuyệt vời, oh oh, khúc ca nồng say tuyệt vời, oh oh, khúc ca nồng say tuyệt vời, oh oh, khúc ca nồng say tuyệt vời. Rồi hôm nay là ngày 19 tháng Giêng năm 2019, gia đình cháu tôi có tổ chức lễ tang hôn. Các quý khách đến đây là vui vẻ và chúc quý khách dùng bữa tiệc thật là ngon miệng. Uống không say không về. Vô. Sau đó tôi có bốn câu thơ tạm thôi rồi các anh ca. Rồi. Gạo thơm, câu hú cắn đợi với ông. Ta đang quay phim nên sao lại đăng được? Gạo thơm trong phủ trắng đợi với bông, điện nước Khánh Hòa thỏa sức mà xài, xài đóng tiền nha. Cháu Nghĩa đẹp trai lắm ai ơi, cháu Nguyên làm dâu về đây hạnh phúc trọn đời. Dạ xin cảm ơn quý khách. Và kính thưa quý vị và các bạn, và để tiếp tục chương trình vào ngày hôm nay, xin mời Lý Hải. Lý Hải ở Khánh Hòa là ghẻ của ông Bảy á, ghẻ của Quạt á. Tiếp theo chương trình ca nhạc buổi lễ tân hôn hôm nay, tôi đã sẵn lớn thì bạn sẽ một nhạc phẩm mang tên đề Tương Nhau mà Lý Tân Hồng dân kính lục cùng nghe nha. Thấy sao nhân loại mấy đèo anh chẳng qua nha, thương em anh chẳng ngại đường xa đâu, được đèo chèo nối anh đường nàng về dân hương. Từ miền Nam anh ngược ta cá bất bất theo cầu hòa điều ly chính dòng sông, mà theo tấm lòng con trai em hiền anh đã đoán hẳn với cả mày đôi chưa. Ngày mưa ước nhiều ta ngã anh sao câu hò gửi đi tới nàng người băng qua núi đèo cao cao nhập đường về nhìn sao tiếng đi tung.
theo câu hòa điều điên trong sông, mang theo tấm hồng vân tay à niềm thừa, anh đã đón nàng với cả hai yêu thương. Thầy vừa ôm yêu ta cả anh cướp xuống sau câu hòa điều điên tới ngàn người, hôm qua núi đèo cao cao à đập chùa, chưa lại nghe nhìn sang xiên ly tung tần. Do ca sĩ của Minh Thuận sẽ đến từ California, sẽ đến vị và bằng kẹo bột và bấm mang tựa đề ngày sinh vui tươi. Dân thưa quý vị cùng nghe nha. Cái gì không quên rồi? Mỗi chân nhà chứ mấy đâu hài cưới.
sang bên họ. Quá lâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bye.